Bốn người yêu trời. Ở quê biết không, chạy xa. Đây là bằng con đây nè, con chỗ nấu nước và bên chỗ hậu. Nhân viên đây thì gần rồi. Đổi. Đợi. Cô nó đợi hậu mà. Tâm kỳ ra luôn. Tậu chưa? Ngang ơi, dạ. Em quay thử đi. Em quay thử được chứ? Còn nhớ không? Theo kịp không? Nhăn lên sao? Câu nó nhiều không Hậu? Na không quay được đúng không? Na chứ. Na quay được không? Na kìa, Na quay kìa. Thôi để nhàn quay thử, nhiều khi vẫn còn nhớ, rất tháng quay cũng tạm tạm. Nhàn dựng lát lát mà kìa. Tỉnh tỉnh với chị. Ừ, thôi kệ đến chờ rồi. Cưu mang. Con qua kêu xuống kêu kêu Hậu mà kêu Na. Ừ, nó làm nó không có nhớ chị trơn. Sợ tính tiền rồi nó hết lâu. Nhưng mà đôi khi xin tiền là đúng. Ngồi đây nghe, nghe thử. Không, nhiều khi. Chị Nha lại đây là được không? Nào quay đi. Ủa? Nữa phải nha, lên quay ạ. Đó, đó. Bên đây mình sẽ không cầm điện thoại. Thảo chưa xong rồi. Gà cũng quay không biết được không, nếu mà thôi Na quay. Thôi Na quay đi. Chưa mình vô làm chưa? À đang rửa hả? Mày nói cho em làm mà Ly, đi kêu em làm mà. À, có anh Bi kìa. À, thôi anh Bi quay được rồi. Quay cho anh Ly. Có cầm cái tạo mang việc làm cho ông đi chứ. Quay hai ba cái năm cái được nữa. Nhà phải tập quay sau này chứ không là cũng mày chứ. Nói chung phải cho bài tập. Cái mũi gom hẳn chưa nhà? Nhà rồi. Ừ. Okay. Con Huyền mới mổ tay. Ai vậy? Con Huyền. Huyền Minh á. Huyền Đỗ.
cái tay bị chị mổ chị? Bị hồi trước bị u cái cục xương dưới đây nhé, chỗ cái tay, chỗ cái khuỷu tay á. Cái mà bữa nay sưng to cái mổ luôn. Lâu đúng chính xác. Hay là ngày nay không đông mày, đông là yếu liền luôn. Bé này một tuy là nhiều nhưng mà kiểu cũng khô khô khó lấy, nó không có đã, đúng không? Hôm sáng lấy ngoài thì nó cái được cái mụn vàng thôi chứ cũng không đã. Cái khăn đồ đồ tàu nó là nước mắt rồi rồi. Nước đắt rồi ta. Ngày mai mà ế là em dư người nè. Mai em nghỉ đúng không? Cũng dư. Nhiều khi thứ hai lại đông hơn chủ nhật mới đau chứ. Chị thấy hay hay là thứ hai nhiều khi. Nhưng nhiều khi không ế gì thương. Nó để cho khách đó. Bởi vì nó để kẹo rồi nó lại ừ lắm, nhiều khi mình đói mình ngậm đỡ cũng không tục mà có mụn không mà hạ với đồ mà không có mụn đúng không, không có mụn đúng không, hay làm đúng không hả, hay làm à. Tội mà nhỏ gì sợ nhiều ơi nhiều. Nên có cũng cũng giỏi chứ cũng cố gắng, ý là không biết cũng cố gắng, nhiều đứa không chịu được, không chịu đau được, không chịu đau được. Nói đừng có không tội lắm. Đau quá mấy con nên đau. Nhưng mà sức chịu đựng nó không có là cũng chịu rồi. Tại vì giờ rồi đó, giờ sụt sùi rồi đó. Đứa mua chập rồi cũng chịu nổi à. Mẹ nên kêu bị khô á.
Thank you.